nay tôi giới thiệu cho các bạn một phương pháp đơn giản cải thiện tóc của mình. Thường thường chúng ta hay bị tóc bạc hoặc là tóc rụng. Trong viện trận có cách đơn giản để cải thiện điều này. Chúng ta sử dụng cái lược đa năng. Cái lược này nó rất giống như cái bình thường. Đây là cái răng lược để chúng ta sử dụng thường ngày. Và cái này là cái răng hơi đặc biệt xíu, nó hơi cong, nó ôm sát vô da đầu. Và cái này cái quay dầu huyệt. Đây là cái thao tác chúng ta chải từ trước ra sau. Giống như chải đầu thông thường. Nhưng để ý cái răng lược nó bám sát vào da đầu. Bám sát đầu và mình chải từ trước ra sau, từ bên này qua bên kia, thì tùy các bạn thuận bên nào các bạn chải bên đó trước, người ta chải qua từ qua bên kia sau. Cái chải như chải đầu vậy đó các bạn. Từ 5 tới 10 phút mỗi ngày. Chải đều hết. Ví dụ ai cột tóc như vậy thì mình xỏ tóc ra, mình chải tiếp cái phần phía sau. Chúng ta chia ra, chúng ta không nên chải từ trước ra sau một lượt như vậy, mà chúng ta sẽ chia làm hai ra, chia đôi ra, mình chải tới đây thôi, chải tới đây thôi, ở giữa đầu thôi, và từ ở giữa đầu chải ra phía sau, giữa đầu chải ra phía sau, được nha. Rồi chúng ta chải bằng cái răng nhuyễn trước, rồi chúng ta chải bằng cái răng thưa. Răng thưa thì có một cái đặc điểm là nó cày sâu và nó bám, nó ôm sát vào đầu, cái này nó cong, nó ôm sát vào cái đầu mình. Nhưng nếu mà ai mà tóc dày quá thì chúng ta linh động, chúng ta có thể chải bằng cái thưa trước, sau đó chúng ta lại chải bằng cái nhuyễn sau cũng được. Chủ yếu là cái nguyên tắc là cái răng này phải đi sát vào đầu chứ không chải trên tóc, giống như cái lược thông thường chúng ta hay xài ở nhà. Bởi vì khi mà cái tuần hoàn máu ở trên đầu về hệ thống thần kinh ở trên da đầu mà bị suy yếu thì sẽ dẫn tới tóc chúng ta bị yếu đi. Thì đơn giản giống như cái cây mọc trên đất, nếu chúng ta cày xới đất đai lên tốt thì cái cây các bạn sẽ mọc tốt. Thì cái đầu, cái tóc mình cũng như vậy. Nếu cái da đầu chúng ta được cày xới một cách tốt đẹp thì máu huyết lưu thông tốt đẹp, khí huyết lưu thông tốt đẹp thì cây, tức là cái tóc chúng ta sẽ mọc tốt. Và thực tế cho thấy rằng những ai mà bị tóc bị bạc á, thì sau khi chải một thời gian, khoảng 1-2 tuần, có khi 3 tuần, thì cái điều kỳ lạ xảy ra là cái sợi tóc bạc nó vẫn bạc, cái đoạn vẫn bạc, nhưng mà cái đoạn mới nhú lên thì cái đoạn đó sẽ màu đen. Rất thú vị vô đó. Nên các bạn cứ làm như vậy thì sẽ cải thiện được. Còn ai tóc rụng thì nó ban đầu thì nó sẽ hơi rụng chút, tại vì nó yếu mà nó chưa kịp khỏe lên. Sau đó khoảng chừng 1 tuần hoặc 2 tuần thì tóc chắc lại, không rụng nữa. Và các bạn sẽ có được một cái mái tóc đẹp, dày, mượt. Rất giản dị vậy thôi. Chải thì cái nào cũng được các bạn ha. Đó là kết hợp cái hai càng tốt. Rất đơn giản. Và nguyên tắc của cái phương pháp này là chúng ta đánh thức cái sự sống của tóc từ chân tóc, từ nguồn gốc của nó, khiến cho nó tự nhiên nó mọc tốt đẹp. Vậy thôi. Đây là kết thúc cái hướng dẫn của cái cách làm cho cải thiện tóc cho các bạn. Chúc các bạn thành công. Hẹn các bạn kỳ sau.